Ngoài cái vụ mà nấu ăn cho cá ra thì em cũng biết thiêu chút chút với chị. Chút chút thôi nha. Mấy bà mà nhà nghề nhà nãy đừng vô coi cười mỗi miệng chứ. Mấy bà mua cho em cái lược cài bự nhỏ là tùy mấy bà nha. Rồi cái bây giờ mình sẽ lấy khuôn. Rồi em cũng không biết lấy khuôn sao thì em cứ ke theo rồi em vẽ theo vậy thôi. Rồi bây giờ tới cái đoạn hội họa nè. Bà nào mà khéo tay thì vẽ rồng ra phượng đi. Còn em thì thôi em vẽ vậy thôi nha mấy chị. Hồi nãy định vẽ cái bông năm cánh như mấy bé mầm non á, mà thấy vậy cũng hơi nhục quá, cho nên thôi mình chuyển qua mình vẽ thành hai cái búp chị luôn. Trời đất ơi, cái quỷ yêu này em mua tính tới nay chắc cũng phải hơn 5 năm rồi. Mấy bà coi nè, nó xét xẹt luôn. Mua đâu cái hồi mà thằng con em còn trong tháng á, mà giờ nó 5 tuổi mấy rồi. Trời đất ơi, ta nói để giết ngâm như giấm vậy đó. Rồi bữa nay ngựa ngựa lôi ra làm cái băng đô, chuẩn bị sắp Tết rồi. Mình làm cái băng đô mốt mình Tết mình mặc với cái áo dài mình chụp chẹt luôn mấy chị. Cái vụ mà màu mè chỉ thiêu là mấy bà tự chọn theo sở thích nha. Em mà để mấy bà coi chơi vậy thôi, chứ lát hồi em quên vô ta lạ tùm lum. Ông bà xưa người ta có câu là rối như tư vò là có thiệt mấy chị nha. Trời đất ơi, ta nói coi vậy thôi nha, chứ tôi gỡ một khâu mới ra đó. Rồi bây giờ là mình sẽ cắt một cái đoạn nhỏ nhỏ vừa vừa, sau đó mình sẽ rút ra một cái sợi chỉ tơ đó rồi mấy bà sọt kim qua. Trời ơi, cái đoạn sọt kim nên đây phát hiện mình già mấy chị, ngồi nhắm đã đời luôn mới sọt qua được cái lỗ kim. Rồi cái mũi này thì nó rất là đơn giản, người ta gọi là cái mũi gì thì đã học lâu quá quên mất mẹ mấy chị ơi. Đại loại là mấy bà sọt kim lên, sau đó mấy bà nắm cái sợi chỉ kéo ra rồi mấy bà quắn cho em mấy đường khoảng 5 hoặc là 4 vòng nha, rồi mình chọt xuống, mình làm liên hồi như vậy mấy chị cho đến khi là mình được một cục như vậy đó mấy bà thấy chưa. Thì cái mũi này được gọi là mua cái gì rồi không nhớ được đó, trời quên mất. Đây là những cái mũi thiêu hiện đại nha mấy chị đó, mình quắn xong thấy không, để em tua chậm cho mấy bà coi nè. Đó sao mình đâm lại ngay cái chân hồi nãy của mình. Rồi đó mình đâm xích xích ra nha, để mình đâm ngay cái chân là hội tuột ra luôn đó. Cách ra khoảng chừng đâu đó là vài sợi vải nha. Sau một hồi phối màu nhức nhối thì em cũng được hay cái búp như vậy đó nha mấy bà. Rồi mấy bà cứ làm tới như vậy cho em ha. Cái vụ mà thiêu truyền thống thì thôi em thua mấy chị ơi, chứ mà cái thiêu hiện đại này thì nó dễ lắm. Tôi nói mấy bà dòm cái mấy bà biết làm hả. Mấy bà lên YouTube đó, mấy bà search ra các mũi thiêu hiện đại, người ta chỉ té le chả nó. Cái quỷ yêu này thì không có khó cái gì đâu, chủ yếu là mình có thời gian với có kiên nhẫn hay không thôi. Rồi em còn quên thêm mấy cái bông hồng nữa nè, định bên kia là làm một cặp đối diện đó mà thấy nó hơi kỳ kỳ, cho nên tới cái phút cuối là em đổ qua kế hoạch B liền. Sau đó mấy bà cắt ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ dán lên cái băng đô của mình. Trước khi dán mình ướm thử đi. Rồi dán cái này á thì mình sẽ dùng keo sữa. Cái này tiệm tạp hóa ổ lộng không, mấy cái nhà sách đó bán đủ hết hả mấy bà đừng có lo. Rồi mình dán mình ém lên, sau đó là mình dán mí đồ các thứ nha. Cái đoạn này quay dục đâu mất mẹ rồi không biết nữa. Rồi thành phẩm. Rồi lên đầu luôn mấy chị ơi. Trời ơi cái mặt nó hơi xấu thôi, mấy bà chỉ dòm cái lượt cài thôi, đừng dòm cái mặt em. Cái áo dài này em mượn của bà hai, bà mua ở trên ngã tư á, mấy bà đừng có hỏi em cái chỗ bán, không có biết đường mà chỉ đâu nha. Trời đất ơi, ra đây đứng ngẹo quẹo cho bà hai bà quay giùm mấy cái, chụp giùm mấy tấm này mà tao nó nắng muốn điên. Phải công nhận là nể mấy cái bà làm model thiệt sự. Nóng quá. Người ta xả tóc nhìn đẹp nóng lạnh mấy bà, tới lượt em sao nhìn rối ren cuộc đời quá. Em thấy chỉ có búi tóc đó với em là chân ái thôi, bởi vậy đi đâu cũng búi tóc không à.